Như vậy các bạn sẽ chọn một trang bất kỳ nha. Ví dụ như là trang bạn đi tìm thời trang bạn muốn xem thử là có cái trang nào mà người ta, ví dụ như ở đây Võ Hoàng Ken 24 thanh niên, ví dụ như là áo đi, áo dài, thời trang áo dài, mình xem thử có cái trang nào nó liên quan đến áo dài. Đây mình có thể vô trang chủ của người ta, cái trang gốc á, trang gốc nè, đây là trang chủ ha. Như vậy thì trang chủ của cái trang này người ta cũng có một cái banner quảng cáo, có phần quảng cáo ở đây. Rồi xong ở phía dưới này là các sản phẩm, đây là cái trang chủ. Rồi bạn có thể là vô cái bộ sưu tập mới hoặc là sản phẩm nè, trang sản phẩm bạn chọn áo dài cách tân ví dụ vậy. Vậy đây là trang của người ta gọi là trang sản phẩm, trang shop á. Rồi khi mà mình click vô một cái sản phẩm thì nó có trang đi theo. Như vậy mình làm 3 trang. Trang thứ nhất là trang chủ. Trang thứ hai là mình vô một cái sản phẩm nào đó bất kỳ. Trang sản phẩm nào đó bất kỳ. Sản phẩm thì nó liệt kê nhiều sản phẩm. Rồi sau đó mình click chuột vô một cái sản phẩm cụ thể thì nó sẽ nhảy ra chi tiết của sản phẩm đó. Như vậy các bạn thiết kế ít nhất là ba trang để chúng ta liên kết lại. Vậy bây giờ thầy sẽ thiết kế theo cái trang này thiết kế theo trang này. Và khi các bạn thiết kế thì các bạn có thể dùng công cụ in cái trang web này ra, in trang web ra, in toàn trang để chúng ta canh theo cho nó dễ. Bởi vì bây giờ chúng ta đang học cho nên là các bạn có thể là chưa nắm được cái tỷ lệ kích thước thì các bạn có thể chọn là in toàn trang. Qua lên bàn đầu ngồi đi, lên bàn đầu ngồi đi. Các bạn chọn một trang bất kỳ nha, các bạn search trên mạng chọn một trang bất kỳ mà nhìn nó có đầy đủ 3 thành phần thì các bạn sẽ thiết kế theo, chứ không nhất thiết là phải thiết kế theo cái trang của thầy. Đó là trang đầu tiên là trang chủ. Trang thứ hai ví dụ như là mình lấy ba lô túi xách đi đó. Rồi đây là trang thứ hai. Trang thứ hai lưu lại. Rồi mình vô một cái trang cụ thể. Ví dụ mình vô sản phẩm đầu tiên. Đây là trang detail. Và các bạn sẽ thiết kế một cái trang detail. Lưu lại. Như vậy mình đã có được 3 trang mình cần thiết kế trong cái bài giai đoạn 1. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tên MVC trang chủ ha. MVC trang sản phẩm. Trang chi tiết. Sản phẩm. Đó. Như vậy, nhiệm vụ của mình là chúng ta thiết kế 3 trang. Ở phần đuôi này nó dài thì các bạn chỉ cần lấy một đoạn thôi, không cần lấy nhiều để cho nó có. Rồi
Như vậy mình đã có được ba cái hình, và nhiệm vụ của mình bây giờ là các bạn vào trong Figma. Các bạn vào trong Figma, các bạn chọn vào trang chủ của Figma luôn. Back to file. Và các bạn sẽ chọn New Design. Và mình đặt cái tên ở đây là số thứ tự của mình. Ví dụ 01 trừ mã số sinh viên. Mã số sinh viên của các bạn là gì? Mã số sinh viên là TS. Thầy giả sử bạn đầu tiên 01TS. Ví dụ Quỳnh Như. Và các bạn sẽ để là assignment. Môn này của chúng ta là gì đây? Thiết kế trang web, web 107. Đó. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã có được thông tin của cái bài chúng ta làm. Sau đó thì các bạn sẽ tạo new một cái frame và các bạn chọn là desktop. Đây, desktop của chúng ta nó có cái tước là 1440. Bây giờ chúng ta sẽ chèn cái hình vào desktop. Như vậy thì các bạn sẽ vô trong cái phần chèn hình nè. Cái desktop 1 này mình có thể đổi tên cho nó đi các bạn. Ở đây các bạn sẽ chọn rename, là các bạn để là trang chủ để mình nhìn cho nó dễ. Đây, cái frame này là trang chủ. Sau đó thì các bạn sẽ chèn thêm cái hình của mình hồi nãy mình download trang chủ đây. Trang chủ. Và mình zoom nhỏ lại, lít chuột bên ngoài. Trang chủ này chúng ta cũng co kích thước của cái trang này nè. Cái hình mà mình mới đưa vô á, kích thước của nó ở chiều ngang mình cũng cho là 1440. Và cho tỷ lệ, nó phải bắt tỷ lệ nha. Bắt tỷ lệ khi mình enter là nó tự nhảy. Như vậy nó sẽ không bị vỡ cái kích thước. Rồi mình sẽ kéo xuống cho nó ngang hàng với lại cái trang của mình. Và nhiệm vụ bây giờ của mình thì cái trang này bình thường mình đưa ra nó là một cái desktop, giống như là một cái màn hình máy tính, cho nên nó có chiều ngang và chiều dọc theo tỷ lệ của máy tính. Bây giờ mình kéo cái trang này ra, kéo phía dưới nè, chứ đừng có kéo góc nha, kéo góc nó bị nhảy á, nhảy ngang. Như vậy các bạn kéo xuống đây để cho nó có cái chiều dài bằng cái trang gốc của mình. Như vậy đây mình có thể là làm đến một phần thôi. Mình cứ kéo dài đi, tí nữa mình cắt lại cũng không sao, tí nữa mình kéo ngược lại. Rồi trong trang này chúng ta sẽ xem thử là chúng ta chia bao nhiêu cột là được. Đó, bao nhiêu cột là được. Ví dụ như ở đây, đây với đây là nó cân đối nhau nè. Như vậy mình chia 12 đi, mình chia theo chuẩn luôn. Theo chuẩn của desktop là mình chia 12. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn vô cái phần frame của đây. Mình chọn layout grid. Thực ra cái bài này là cũ rồi, thầy nhắc lại thôi. Các bạn sẽ chọn là column. Mình chọn là 12. Và mình chọn canh lề là center. Lúc này chúng ta sẽ cho 90 xem thử thế nào. 90 ở đây nó hơi sát biên. Sát biên luôn thì chúng ta cho 95 đi. Hoặc là chúng ta muốn thiết kế lại theo ý mình cũng được, chứ không nhất thiết là phải giống hoàn toàn cái trang mà chúng ta làm template. Chúng ta thiết kế lại theo ý của chúng ta cũng được. Rồi bây giờ ở cái phần này chúng ta thấy người ta thiết kế cái MVC. Như vậy nếu mà các bạn theo cái trang này thì các bạn có thể lưu cái hình ảnh này về. Đó, lưu hình ảnh này về. Mình chọn là lưu ảnh. Ở đây các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái folder là MWC. Đây nó có sẵn chữ logo, mình khỏi cần phải đổi.
Đây là logo, mình khỏi cần phải đổi, mình lấy luôn. Rồi gì nữa nào? Ví dụ mình có cái sell up 50 hoặc là cái này, thì mình sẽ lưu cái bức ảnh này về MBC, một cái MBC JPEG. Mình mở vô mình xem thử là nó ra cái gì cái đã. Rồi đây là một cái ảnh quảng cáo, mình chờ cho nó chạy qua hoặc là mình click chuột ở đây mình lưu một cái nữa, MVC 1, mình coi thử đúng chưa. Ok, như vậy là mình có thể là dùng một trong hai. Bây giờ các bạn chạy chưa được nha, để cho nó tự chạy hình á chưa được, mình sẽ chọn một trong hai thôi. Rồi đến cái phần giai đoạn 2 thì sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra để cho nó chạy hình được. Còn bây giờ giai đoạn 1 là mình chỉ cần một ảnh là được rồi. Một ảnh. Ở chỗ này chúng ta thấy người ta chừa ở trên nè. Đó, chừa ở trên một đoạn. Một đoạn ở đây, mình thấy chữ bán chạy sản phẩm này và nó chia làm đôi. Như vậy thì mình tạo ra đây một cái frame. Cái frame này mình để gọi là header. Header ở phần đầu. Rồi mình đưa các cái menu này vào. Nhưng mà tại thời điểm này các bạn chỉ cần đưa menu là mấy cái chữ trên này thôi. Còn nó ra cái menu con này thì cũng chưa cần. Mình chỉ thiết kế chữ trên này là được. Như vậy mình đã có được cái chữ MVC rồi. Mình có chữ sale 50. Ở chỗ này thì các bạn có thể là để cái nền này cho nó khuất luôn. Rồi cho chữ đen. Hoặc là các bạn cho một cái nền trắng để các bạn thấy cái menu rõ. Tùy, mình làm sao cũng được. Và ở trong cái frame của mình thì mình sẽ chèn một cái hình này vô, vô đây. Như vậy thì để chèn hình, hôm trước có một bạn, khi mà các bạn thiết kế á, các bạn chèn một cái frame mới thì nó nhảy ra khỏi cái trang chủ. Và lúc các bạn view lên đây nè, các bạn chọn cái resend, nó không thấy. Nó không thấy. Cho nên là khi mà bạn tạo một đối tượng thì bạn nhớ nó phải là con của trang chủ mới được. Mình tạo thêm một cái RAM mới, mình vẽ bắt đầu từ đây. Mình vẽ xuống sát biên, sát biên. Nếu như mà mình không có biết kích thước của nó làm sao để bằng được cái hình thì mình kéo ngang qua luôn. Hoài ơi. Đó, mình kéo ngang qua luôn là nó bằng rồi đó. Vậy thì mình trả ngược lại. Đây, mình sẽ chèn cái hình vào đúng cái frame này luôn. Và cái frame này mình nhìn là mình thấy nó là con của trang chủ. Như vậy ở chỗ frame này mình cũng có thể đổi tên cho nó. Mình để là banner quảng cáo. Mình đẩy vô cái hình vô đây. Đẩy vô cái banner quảng cáo này. Lúc này chúng ta sẽ lên trên này, chúng ta sẽ chèn cái hình vào. Ở đây trong cái MVC các bạn có cái đây. Đây, nó đã nằm ở bên trong cái frame. Và đây, cái hình là đây. Các bạn thấy là nó tự động nó chèn vô ha. Và nó hơi lớn so với bình thường. Các bạn nhấn Ctrl. À, nếu như mà các bạn click chuột vô đây á là nó chọn cái frame, chứ bạn không có chỉnh được cái hình. Được không? Không chỉnh được hình. Mình phải nhấn Ctrl, mình click chuột vô đây thì nó chỉ chọn cái hình thôi, chứ nó không chọn cái frame. Vậy lúc này mình cho cái hình này nó nhỏ lại. Nhỏ lại ở đây. Và chúng ta sẽ kéo cái này nó ra đúng với cái frame. Rồi xong. Chúng ta thấy là đây là cái frame của mình nè. À, banner quảng cáo. Bên trong nó có cái hình. Thấy con là nó lui vô bên trong không? Trang chủ là cha. Đây con. Và cái MVC 1 nó nằm bên trong của banner quảng cáo. Thì tí nữa mình di chuyển cái banner quảng cáo này đi chỗ khác thì nó sẽ kéo theo cái hình luôn, thì nó mới liên kết. Bây giờ mình đã có được hai cái rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một cái menu làm sao mà để các cái chữ này, các cái chữ nó ngang hàng. Mà mình canh chữ ngang hàng thì nó hơi khó. Vậy thì mình sẽ tạo ra một cái frame nữa. Mình tạo ra một cái frame ở đây. Các bạn sẽ chọn cái trang chủ trước nha.
Ở đây các bạn chọn cái trang chủ trước giúp thầy ha, hoặc là mình chọn chuột bên này để cho nó chọn cái trang chủ. Thì khi mà mình insert một cái frame mới, nó sẽ tự bắt vô đây. Chứ nếu như mà mình không chọn trang chủ, mình chèn cái frame mới là nó tưởng là cái frame bên ngoài, là nó độc lập, nó ngang hàng anh em với trang chủ luôn, thì không được. Rồi mình tạo một cái frame chỗ này, mình sẽ kéo qua đây, mình xem là độ lớn của nó như vậy phù hợp chưa. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái đường giống giữa nè, đường giống giữa của nó hơi cao, hơi thấp hơn. Đây mình đẩy như vậy, đó là ở giữa rồi đó. Rồi mình trả ngược lại, trả ngược lại, mình trả về sát biên, kéo biên nha. Rồi nhấn phím dài. Khi mà các bạn đang ở đây, một là các bạn lấy chuột ở bên dưới này các bạn kéo qua, còn không thì các bạn nhấn space. Đa số các ứng dụng mà liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh thì người ta sẽ cho cái phím space là chuyển từ cái con trỏ là select sang cái hand là cái bàn tay. Cái phím dài á, phím dài trên bàn phím mình kéo qua là nó không bị chạy hình nhé. Chứ nếu mà các bạn không nhấn phím space thì các bạn kéo qua nó sẽ bị chạy hình. Và mình kéo cái frame này qua. Rồi đối với lại cái frame mà mình mới tạo nè, nó đang nằm ở đâu rồi? Frame 1. Mình đổi cái frame 1 này, đổi header, mình đổi nó thành cái trang phần đầu. Và ở chỗ này các bạn chú ý, mình đã có header rồi, nhưng có một cái mình không thấy, bởi vì nó không có biên. Thì tạm thời khi mà mình thiết kế xong á thì nó cũng không có biên. Nhưng mà để cho nó dễ nhìn thấy thì các bạn chọn cái header này và các bạn chọn vô cái stock nè. Stock là vùng biên á, các bạn nhấn dấu cộng thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái biên màu đen. Mình lấy chuột ra thì nó vẫn còn và mình nhìn thấy đây là cái header của mình. Sau khi mình thiết kế xong thì mình bỏ nó đi, bỏ cái biên đi, dễ thấy. Nếu như mà mình muốn bỏ biên thì vô trong phần gì, vô trong cái cho nhỏ lại cái, rồi phần này là mình đang chọn là header nè, vô trong phần stop mình bấm dấu trừ, bấm dấu trừ là nó mất biên, bấm dấu cộng là nó tạo biên cho mình. Bạn muốn đổi biên này thành màu đỏ, màu xanh thì bạn chỉ cần đổi màu ở đây. Rồi tạm thời mình không cần đến biên. Mình chỉ cần để mình canh lề thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có cái logo là ở phần đầu tiên. Như vậy thì cái phần bên này các bạn xem thử là đối với lại cái bên này nè, cái ảnh này nè, nếu được thì các bạn có thể là tạo ra một cái frame tương ứng. Rồi mình sẽ chia cột bên này luôn để mình nhìn thấy được là nó nằm ở cột nào. Còn không thì mình án chừng mình chèn cái logo của cái, mình chèn logo của MVC vô đây. Đây logo nó nằm chỗ này. Vậy lúc này các bạn dễ nhất thì các bạn sẽ vô phần header, các bạn chọn new frame mới, và chỗ này các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái logo. Như vậy cái header rồi đến frame 1, chỗ này chúng ta lại đổi tên thành logo. Logo này nó mới chỉ là cái khung để chứa logo thôi, chứ không phải là logo chỗ này chưa có. Như vậy chỗ này các bạn có thể là nhìn thấy logo nó nằm chữ C, là nằm ở cái chỗ màu cam. Thì bây giờ mình sẽ chèn cái logo ra đây. Được chưa? Mình đang ở cái frame là logo. Và các bạn sẽ chọn vô cái chỗ hình này nè. Và mình chọn cái logo để mình chèn ra. Đó, mình lấy chuột vô đây. Cái chữ MVC của chúng ta nó quá lớn, cái logo nó quá lớn. Thì các bạn sẽ tương tự như lúc nãy. Ở đây các bạn thấy là cái logo mình có nhỏ xíu à. Cái MVC logo nó bị
banner quảng cáo. Mình bị chèn nó mất cái ảnh cũ rồi các bạn. Ctrl Z lại cái. Mình chèn nó bị sai cái frame cho nên nó mất cái ảnh cũ rồi. Bây giờ thầy chọn cái logo. Thầy chọn cái stock cho nó lên cái xong lớn lên. Rồi cái logo nằm bên trong nè. Do cái logo nó nằm con của thằng header cho nên khi các bạn click chuột vô là nó bị dính á. Ok. Mình sẽ chọn lại MVC logo. Nó lại đổi rồi. Logo mình chèn bên ngoài đi. Mình chèn bên ngoài xong mình kéo vô thử coi nào. Tại vì nó nằm bên trong cho nên nó đổi. Mình chèn bên ngoài ha. Như vậy cái logo 1 của mình nó đang bị ở bên ngoài trang chủ nè. Mình sẽ kéo nó vào trong logo coi. Rồi ok. Đó. Như vậy cái hình logo nó nằm đây. Rồi cái frame logo nằm đây. Như vậy mình chèn bên ngoài mình kéo vô là mình control được. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái vị trí của cái logo cho nó phù hợp trong này. Thì nếu như mà mình chọn ở đây, các bạn thử coi, kéo, được chưa? Kéo. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là mình đã chèn được cái logo của mình vào cái frame, được không? Bây giờ các bạn sẽ copy các cái chữ này qua. Ở đây mình copy các cái test qua thì chắc là mình không cần phải có frame đâu. Mình copy chữ thôi. Rồi qua đây các bạn sẽ ở trong phần header. Các bạn sẽ insert một cái test vào. Đúng rồi, nằm trong phần header. Và mình zoom lớn lên tí xíu. Chữ của chúng ta hơi nhỏ nè. Chúng ta sẽ cho chữ là phông chữ lớn lên 20 màu. Các bạn cho màu đen 20 màu đen. Xem thử là chữ đủ lớn chưa. Bên này chữ đậm hơn tí. Chữ đậm hơn tí thì chúng ta sẽ chỉnh cho canh giữa luôn nha các bạn. Canh giữa 20 mình cho 24 đi. 24. Rồi canh giữa. Và mình chọn ở đây là cho giày lên. Rồi dễ nhìn hơn. Giày nữ, giày nam, ba lô, túi. Mình sẽ copy cái này ra. Copy ra. Các bạn sẽ nhấn Enter, kéo ngang, nhấn Shift 1, Ctrl D 2, 3, 4. Nhấn Shift một cái, nhấn Enter một cái thôi. Rồi kéo ngang ra. Như vậy mình có các đối tượng cân đối với nhau. Bây giờ mình sẽ copy tiếp chỗ này. Giày nữ mình copy bên trong nó không được thì mình copy hết luôn. Copy hết luôn rồi tí nữa mình lấy lại một phần. Ctrl C. Các bạn để sẵn ở đây. Các bạn mở nó ra. Tại vì mình chỉ cần chữ thôi nên mình không có cần phải có định dạng, cho nên mình chỉ cần mở nó là được rồi. Các bạn dán ra. Nó dán luôn hết tất cả luôn. Giày nữ. Ok, mình chọn giày nữ ha.
vô trong cái trang của mình. Đây, cái thứ hai nó đang bị nhảy nè, mình thử mình chọn ở đây nè. Đây, cái này ha. Các bạn sẽ dán vô đây giày nữ. Giày nữ dán ở đây nó chỉ có cái tên thôi. Rồi, Ctrl V, giày nữ. Rồi, ok. Xe 50. Tiếp tục, chúng ta lấy là giày nam. Giày nữ, giày nam. Đến đây, nhấn Ctrl, click chuột cho nó chính xác. Double click, Ctrl V, giày nam. Tiếp tục, chúng ta lấy ba lô, túi. Rồi, nhấn Ctrl, click chuột vô đây. Nhấn Ctrl nha, double click, Ctrl V. Và mình có gì nữa nào? Phụ kiện, sản phẩm bán chạy. Cái của mình là mình đưa nó chữ lớn và nó cách xa, cho nên là nó lấn qua đến bên này. Mình sẽ lấy để thầy giảng, thầy ơi hoài. Phụ kiện. Double click vào. Phụ kiện. Rồi đến gì nữa? Sản phẩm bán chạy đúng không? Mình đang chỗ này mình canh nó hơi bị lớn nè. Thì mình cho nó gần lại một tí. Ctrl, click chuột, nhấn shift. Ctrl, click chuột. Ctrl, click chuột để cho nó chính xác đối tượng của chúng ta. Đó, nhìn nó canh lề là 28-28 nè. Ctrl, click chuột. Đó, canh đều với nhau. 28. Vậy chỗ này mình sẽ thêm một cái nữa là sản phẩm bán chạy. Mình nhấn Internet, nhấn shift kéo ra đây, 28. Như vậy khoảng cách giữa các đối tượng này là bằng nhau. Thì chúng ta lấy cái sản phẩm bán chạy. Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái phần đầu. Vẫn còn lớn quá, tại vì mình thiết kế chữ hơi lớn á các bạn, cho nên là nó chạy ra đến ngoài này luôn. Thì mình cái menu đồ của mình á, nó sẽ bị nhỏ lại. Mình chọn đối tượng tất cả các chữ bên này luôn. Và mình chọn size cho nó là 22. Nó lui lại được tí. 22. Nếu mà mình thấy còn nhỏ quá nữa thì mình sẽ chỉnh lại tiếp. Bây giờ mình sẽ đưa cái logo vào. Logo tìm kiếm. Logo này là đăng nhập và cái giỏ sách. Chữ tìm kiếm đăng nhập giỏ sách. Như vậy chỗ này các bạn sẽ chọn chữ nhỏ lại tí xíu nữa. 20. Rồi, mình đưa logo vô đây. Chữ bán chạy thì hơi mờ á, chữ tìm kiếm thì hơi mờ tí. Chữ tìm kiếm hơi mờ nè. Tìm kiếm mờ. Rồi cái logo, cái icon tìm kiếm. Icon này của con người, icon này của giỏ sách. Và khi các bạn thiết kế đó thì bạn sẽ dùng đúng một cái template luôn, đúng một cái mẫu luôn. Như vậy nếu như mà các bạn thấy là trong cái chuẩn mà hôm trước mình tải nè, mình tải ở đây các cái icon ở trong cái trang mà font Asam, thì các bạn thấy là người ta đang cho mình cái kiểu style. Đó, style cơ bản hay là style của chúng ta là theo cái dạng solid, tùy theo cái cách mà chúng ta chọn. Ví dụ cái này là đậm nè, còn cái này là chỉ có nét thôi. Đó, cái này chỉ có nét ngoài chứ nó không có tô màu trong. Thì tùy theo cái style mà các bạn chọn. Ví dụ như style của cái trang này người ta đang dùng kiểu gì, chỉ có biên thôi chứ không có nền trong. Vậy thì mình chọn ở đây là theo dạng chuẩn, là chỉ có biên thôi.
chứ mình không có chọn nền trong. Và mình đi tìm các cái icon liên quan để mình tải về. Ví dụ như ở đây là các bạn sẽ đi tìm cái phần search, phần cái kính lúp tìm kiếm. Mình có thể là đi tìm ở dưới này, hoặc là các bạn sẽ search ở đây. Tìm kiếm icon, tìm kiếm. Coi thì có cái kính lúp không? Có tivi đâu rồi? Đây, bạn sẽ lấy cái biểu tượng của kính lúp ở đây, người ta để là glass. Người ta để biểu tượng là glass. Thì các bạn sẽ chọn vô và các bạn sẽ chọn download. Và chú ý là mình sẽ copy nó về một thư mục thôi. Khách vô đây, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái thư mục là icon. Tất cả icon mình sẽ lưu vô đây. Tất cả icon mình sẽ lưu vô. Rồi mình đi tìm tiếp một cái icon nữa, xem là cái icon mà cái giỏ của mình á thì nó có trong này không. Không có thì mình search, nếu có sẵn thì càng tốt, còn không có thì mình đi search cái giỏ để lấy cái giỏ hàng. Đây, đó này là cái khóa. Có không nào? Có cái đây, mình lấy cái này đi. Mình lấy cái biểu tượng này đi cũng được. Rồi sau khi mà các bạn download, ok, như vậy các bạn cũng copy vô đúng cái thư mục của mình. Control X MVC icon. Rồi các bạn sẽ chèn thêm một cái biểu tượng của cái tài khoản nữa ha. Biểu tượng của tài khoản. Một là biểu tượng user này cũng được. Hoặc là tìm cái biểu tượng user mà giống như trong web. Đây, ví dụ như là user ở đây. Đó, biểu tượng user. Biểu tượng user. Chúng ta sẽ mở thư mục download X. Biểu tượng user của chúng ta. Rồi, mình sẽ chèn các cái đối tượng này vô trang của mình. Ở đây các bạn sẽ thêm một chữ nữa, nhấn internet kéo ra. Kích thước chúng ta cho in thường thôi. In thường, kích thước nhỏ. Kéo ra. Sau đó thì ở đây có ba cái icon, thì các bạn chèn cho thầy ba cái frame. Và cái icon thì nó hình vuông, các bạn nhấn shift để cái frame của mình nó đó canh giữa cái frame của này. Các bạn cũng cộng cái stock vô cho nó dễ thấy. Đây là frame 1 của mình nè. Nhấn Add, kéo ra. Kéo ra nữa. Rồi mình sẽ chèn ba cái icon vô. Hai cái icon này mình cho nó lui ra tí xíu. 2 và 3. Cho nó lui ra tí. Rồi ok.
mình sẽ chèn ba cái ảnh vào icon 1, 2, 3. Cái kính nè, user shop 1, 2, 3. Nó hơi lớn, chúng ta sẽ chỉnh nhỏ lại. Đối với lại cái frame 1, cái kính của chúng ta, chúng ta chọn cái kính thôi. Đây là frame 1 nè, đây là cái kính, chúng ta chọn cái kính. Chúng ta nhấn shift cho nó nhỏ lại nè. Rồi ở trên này cũng cho nó nhỏ lại luôn. Zoom lớn lên tí, kéo nó xuống. Rồi cho nó nhỏ lại tí nữa. Một cái. Cái thứ hai, chúng ta sẽ chỉnh cái frame 2. Được. Nhấn shift cho nó nhỏ lại. Nhấn shift kéo nó mới đều nha. Cái thứ hai, cái thứ ba. User. Bây giờ mình muốn đổi màu cái vector này được các bạn. Rồi mình bỏ ba cái khung này đi. Cái frame 1 mình không cần khung nữa. Mình sẽ bỏ khung đi. Đó, mấy cái frame là mình bỏ khung hết. Rồi mấy cái hình này nếu mà bạn muốn đổi màu cũng được nha. Ví dụ như là bạn chọn user nè, thì ở phía dưới này nó có cái selection color. Bạn vô cái phần selection color này nè, nó đang là màu đen. Ví dụ như bạn muốn đổi nó là thành màu vàng. Đó. Tại em phải chèn cái vector mới được. Chèn cái em phải tải về cái MVC mới được. Phải tải về cái đuôi của nó là cái đuôi này nè, SVG này nè. Tải về cái đuôi dạng vector này mình mới đổi được. Chứ còn nếu mà một cái hình là không đổi được nha. Rồi sau khi mà mình chèn được các biểu tượng thì tương tự như vậy, các bạn sẽ thiết kế các phần phía dưới. Thầy nói đến đây. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là các bạn sẽ thiết kế thêm một trang, là trang sản phẩm. Và thầy cũng insert thêm một cái frame mới, chọn desktop, chọn new desktop, và thầy đẩy cái desktop này lên đây. Thầy đặt cái trang này là trang sản phẩm. Trang sản phẩm, kéo xuống dưới đi cho nó dễ nhìn. Trang chủ nè, trang sản phẩm. Trang sản phẩm này thầy sẽ chèn cái trang sản phẩm hồi nãy của mình vô, được không? Và nhiệm vụ của các bạn là thiết kế chứ không phải chèn hình nha. Thầy chèn hình để thầy liên kết cho nó nhanh thôi, chứ nhiệm vụ của các bạn là thiết kế. Vậy thầy sẽ đưa cái trang sản phẩm vô để các bạn chạy lên các bạn thấy. Trang sản phẩm của chúng ta hồi nãy thầy lưu ở đâu nhỉ? Lưu ở đâu đó. Đây, trang sản phẩm. Trang sản phẩm, trang sản phẩm của mình đây. Thầy sẽ chèn vô bên trong. Rồi, nhiệm vụ của các bạn, nhiệm vụ của các bạn là thiết kế cái trang này nha. Còn thầy chỉ có view lên để cho các bạn thấy thôi. Đó là mình có trang sản phẩm. Bây giờ thầy sẽ lấy một sản phẩm. Trang sản phẩm của chúng ta. Trang sản phẩm ba lô túi sách. Hồi nãy chúng ta lấy ba lô túi sách.
Rồi giả sử như là mình lấy cái hình này mình lưu về ở đây, hay cần tạo thêm một thư mục nữa là sản phẩm. Sau này các bạn thiết kế web cũng vậy, những cái gì mà chung nhau các bạn tạo folder, và ở đây là ba lô túi. Cái gì cười hoài ta, ba lô túi. Rồi chúng ta sẽ dán cái ba lô túi vô đây. Mình đã có được ba lô túi rồi. Bây giờ các bạn sẽ chèn, ví dụ như chỗ này thầy có cái hình đầu tiên nè. Các bạn sẽ chèn vô đây một cái frame nhé. Frame, các bạn phải chèn cái frame mới được nha. Các bạn cũng chia cột, các bạn cũng chèn frame bình thường. Rồi. Và frame này thầy để là sản phẩm 1 đi. Bây giờ mình sẽ chèn cái hình hồi nãy vô. Ở chỗ này các bạn chèn giúp cho thầy nè. Giả sử các bạn có một cái frame để các bạn chứa cái hình. Sau đó thì các bạn sẽ nhân đôi cái frame này lên. Nhân đôi, nhấn Internet kéo xuống dưới. Nhấn Shift. Bắt đối tượng. Mình kéo lên. Cái này là mình để cái chữ. Để chữ. Rồi tiếp tục. Các bạn sẽ lấy cái frame này kéo xuống để mình để cái giá, rồi thêm một cái frame ở dưới để là các ký. Đó, như vậy mình có một frame 2, 3, 4. Các bạn cho các cái frame này, cho các frame này, và chúng ta sẽ group nó lại. Group nó lại, các bạn sẽ chọn group selection, chọn group, và mình đặt cho nó là sản phẩm 1. Đó, group của mình sản phẩm 1. Và nhiệm vụ của các bạn bây giờ thì các bạn sẽ nhân bảng đối tượng này lên. Thì các bạn sẽ nhấn Alt Tab kéo qua. Rồi Ctrl D là bạn có được các sản phẩm tương ứng. Nhưng mà nhớ giống nha. Cái bài này thầy chưa có giống, thầy chưa có chia cột. Thì các bạn nhớ giống. Bây giờ mình sẽ có được cái frame này rồi. Mình có được 4 sản phẩm. Bây giờ thầy chèn thêm một sản phẩm vô đây. Để tí nữa mình liên kết qua. Mình liên kết qua cái trang chi tiết. Tí nữa mình liên kết qua trang chi tiết. Thì thầy sẽ chèn vô đây một cái hình. Chọn hình của mình là mình sẽ chọn cái sản phẩm ba lô túi sách. Và chúng ta sẽ chèn cái hình đó vô đây. Sản phẩm mình chèn bên ngoài 2, 3, 4. Tí nữa mình sẽ cho nó con của cái này nè. Cho nên giờ mình chèn bên ngoài đi rồi mình kéo vô. Tại vì các cái hình của mình nó đang chồng nhau á. Mình chèn bên ngoài nè. Bây giờ cái bên ngoài này mình sẽ kéo vô con trong này. Đó. Ok. Đây. Rồi cho nó nhỏ lại. Rồi. Như vậy mình đã có được cái hình của chúng ta. Hình này đúng không? Mình sẽ cho nó là con của cái frame này, thì mình kéo nó xuống đây. Ok. Tắt cái frame này đi. Rồi đúng rồi. Đó. Như vậy thì cái khung hình này là cái hình sản phẩm mình chèn vào.
Bây giờ mình sẽ chạy lên nè. Chạy lên. Từ trang chủ mình click chuột vô cái sản phẩm là ba lô túi xách thì nó sẽ nhảy qua trang sản phẩm. Bây giờ mình chèn thêm một cái trang nữa là trang chi tiết đi. Mình sẽ insert một cái frame desktop. Và thầy cũng chèn cái hình chi tiết vào. Các bạn nhớ thiết kế nha, chứ không chèn nguyên hình. Chèn nguyên hình là không tính điểm nha. Phải thiết kế cho bạn chèn nguyên hình giống như thầy là không tính điểm á. Còn thầy chèn để cho mình dễ thấy, mình demo trước thôi. Chứ các bạn mà chèn giống như thầy là không có điểm đâu. Rồi, đây là trang. Trang này mình cho ngang là 1440. Đó là trang chi tiết. Đây, desktop. Mình đổi lại trang này là trang chi tiết. Sản phẩm. Trang chủ cho nhỏ lại, trang sản phẩm cho nhỏ lại, trang chi tiết mình cho xuống dưới. Đó, nhìn cho nó dễ nhìn. Trang chi tiết. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hành động nè các bạn. Xử lý hành động nè. Như vậy mình có tổng cộng là 3 trang. Tổng cộng 3 trang. Và các bạn sẽ chọn vô cái chỗ prototype. Đây. Bình thường là mình đang ở cái thẻ design. Đây, cái này mới nè. Các bạn coi cái phần xử lý action, hành động của các đối tượng. Nhìn lên bảng đi. Như vậy thì bình thường chúng ta đang thiết kế thì chúng ta ở cái thẻ design. Ở thẻ này. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái thẻ là prototype. Thẻ này cho phép chúng ta chọn đối tượng và hành động. Như vậy đối tượng của chúng ta là tí nữa chúng ta sẽ chọn ba lô túi xách thì nó nhảy qua trang này. Chọn cái hình này thì nó nhảy qua đây. Như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ zoom lớn lên. Chúng ta muốn nó cái nào nó liên kết thì chúng ta chọn đối tượng đó. Vậy chúng ta chọn ba lô. Các bạn nhấn Ctrl lít chuột vô chữ ba lô. Được không? Rồi ở đây chúng ta chọn cộng nè. Thì nó sẽ hỏi là hành động của chúng ta là gì. Ở đây có rất nhiều hành động chúng ta thay đổi được. Và ví dụ như ở đây, khi click chuột, on click thì làm gì? Vậy nhiệm vụ của mình, nếu mà click chuột thì làm gì ta? Nếu là click chuột ở đây thì sẽ nhảy qua trang tiếp theo. Nếu mà click chuột ở trong ba lô túi xách này nè, ở đây thì các bạn sẽ, một là các bạn sẽ kéo thả qua đây, thả qua cái form sản phẩm. Thấy nó bao cái sản phẩm chưa? Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ click chuột thì nó để là negative to sản phẩm, là nhảy sang cái trang sản phẩm. Rồi, nhảy sang cái trang sản phẩm. Và tiếp tục chúng ta sẽ cộng cho cái đối tượng này. Chúng ta cũng đang ở prototype luôn. Thì sau khi mà chúng ta click được cái đối tượng này thì nó sẽ nhảy sang cái trang chi tiết. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ mở lên, chúng ta xem thử là đối tượng của mình nó đã hoạt động được hay chưa. Chúng ta sẽ cho chạy lên. Đây là trang chủ của mình. Khi mà các bạn chọn ba lô túi xách, cái này nó đang có cái biên, cho nên mình cho rộng hết trang luôn cho nó khỏi bị cái biên đó.
ba lô túi sách nè. Ồ cái này nó lít chuột vô. Option fit screen which show hit on lid. Rồi ok. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ lít chuột vô chữ ba lô túi sách thì nó nhảy qua cái trang sản phẩm. Rồi mình lít vô cái sản phẩm thì nó nhảy qua trang chi tiết. Đó, như vậy nhiệm vụ của mình thiết kế ở giai đoạn 1 xong. Được không? Bây giờ mình nộp bài nè. Bây giờ mình nộp bài thì mình sẽ làm gì? Làm sao để nộp bài? Các bạn đã thiết kế được tất cả các trang ở đây rồi thì các bạn vô các bạn sẽ chọn là cái menu này, menu bên góc nha, menu bên góc. Và các bạn chọn vô file. Các bạn chọn save to local ha. Ở chọn cái mà save local copy. Như vậy khi mà các bạn chọn save local copy á thì nó sẽ tải về ở bên chỗ cái download của mình. Chú ý nè. Chọn save local copy. Đây, nó tải về. Và trong cái file của mình nộp nó là cái này. 01 Quỳnh Như Assignment Web 107. Và bạn nộp cái này lên cho thầy. Được không? Ví dụ bây giờ thầy sẽ chuyển cái này xuống cho các bạn đi thì các bạn sẽ mở lên nó như thế nào? Ví dụ bây giờ thầy chuyển cái này xuống đây. Sau khi mà các bạn tải cái này về, ví dụ các bạn tải về các bạn đổi cái của các bạn thành 02 đi. 02. Thì ở trên cái Figma của các bạn á, các chọn bạn chọn là best to file. Best to file. Thì ở bên trong này nó có cái import file nè. Thấy chưa? Và các bạn chọn vô cái hồi nãy mà mình mới tải về. Ví dụ như là download. Đây, 02 nè. 02. Import vào. Rồi sau khi mình import xong, đây là 02, đây là 01. Hai cái dự án khác nhau. 02 mình mở ra, mình thấy cũng có đầy đủ các đối tượng trang chủ, trang sản phẩm. Trang chủ thì cũng có header, có đầy đủ và mình chỉnh sửa bình thường. Được không? Như vậy sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ download về và nộp cái file FIG, nộp cái file này lên LMS. Được không? Đúng rồi, nộp LMS, nộp cái file này. Và nhiệm vụ của các bạn là bên cạnh mình nộp cái file LMS thì các bạn sẽ chọn share đối với cái quyền review đối với bài này các bạn chọn share cái quyền cho thầy là quyền edit để thầy vô thầy mới thấy được nội dung mà các bạn làm, chứ nếu mà quyền view thì bạn đưa cái hình thầy cũng chịu. Đó, bạn phải đưa cái quyền edit vô cái email bình tq7 fpt hoặc là fa. Các bạn đang dùng tài khoản fpt đúng không? Bạn dùng fpt đi, bạn share với fpt cho thầy. Đó, bạn share với tài khoản fpt, bởi vì thầy share cho thầy thì nó không cho. Thì các bạn sẽ send. Các bạn share xong thì các bạn copy cái link đó gửi lên Zalo để cho thầy. Bởi vì khi các bạn share cái quyền của thầy thì chỉ có qua thầy thấy có thể edit thôi, cho nên là yên tâm. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái giai đoạn 1 là như vậy.
được chưa? Liên kết đến các trang, đồng thời biết cách export ra file FIG để nộp bài.